Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Với những quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến dòng sản phẩm sedan ở trong phân khúc hạng C thì chúng ta không thể bỏ qua dòng sản phẩm từ nhà Toyota Corolla Altis năm 2023, cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ như Mazda 3 hay là Honda Civic. Thì rõ ràng Altis ở thời điểm hiện tại bây giờ đang có rất nhiều các cái chương trình thay đổi, từ các cái chương trình khuyến mãi, giá bán và những tính năng option vô cùng hiện đại. Và trong clip ngày hôm nay, Chris sẽ cập nhật bảng giá và khuyến mãi mới nhất dành cho tất cả các quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến dòng sản phẩm cỡ hạng C này. Và trước khi clip bắt đầu, cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp Quyết được đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh mọi người nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới đó chính là Altis, thì chúng ta có 3 phiên bản dành cho mọi người đang quan tâm. Đó chính là phiên bản 1.8G 719 triệu giá niêm yết, phiên bản 1.8V 765 triệu và phiên bản Hybrid, phiên bản giữa xăng lai điện sẽ là 860 triệu đồng. Thì với phiên bản mà các quý anh chị chúng ta lựa chọn có một tầm phân khúc giá nó cũng tương đối tốt, đó chính là phiên bản 1.8G có mức giá niêm yết 719 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại trong tháng 9 này thì đại lý bên em đang có chương trình giảm giá dành cho tất cả các quý anh chị khi mà lấy xe ở thời điểm hiện tại, thì mọi người sẽ được giảm ngay trực tiếp khuyến mãi, đó chính là tặng cho mọi người là 25 triệu đồng tiền mặt cộng với cả 1 năm bảo hiểm thân vỏ, dán phim cách nhiệt, trải sàn da và cam hành trình. Và tất nhiên rồi, nếu mọi người lăn bánh xong tại Hà Nội một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cực kỳ chắc chắn, với những cái tính năng ví dụ như là các cái option vô cùng hiện đại như là phanh tệ điện tử auto hold, màn hình 9 inch, kết nối Android to Apple CarPlay không dây, màn hình đa thông tin 7 inch, thì các quý anh chị chúng ta đăng ký xong tại Hà Nội bao gồm tiền thuế trước bạ 12%, tiền biển 20 triệu, phí đăng ký, phí sử dụng đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự, lăn bánh xong tổng cộng sẽ là khoảng 797 triệu đồng. Còn nếu mọi người chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ là 764 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 783 triệu đồng. Tất cả các chi phí này thì đã bao gồm các cái chương trình giảm giá này và vẫn tặng cho mọi người như dán phim trải sàn, camera hành trình hay là bảo hiểm thân vỏ rồi mọi người nhé. Và nếu mọi người chúng ta muốn nâng cấp lên phiên bản cao cấp hơn, phiên bản 1.8V, phiên bản mà có gói an toàn Toyota Safety Sense. Hiện tại thì với phiên bản 1.8V, bên em đang có chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các quý anh chị, rơi vào tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng. Mọi người sẽ được tặng 30 triệu đồng tiền mặt, cộng với đó là sẽ một bộ dán phim cách nhiệt, bộ trải sàn da và bộ camera hành trình đi theo xe. Và lăn bánh xong, toàn bộ tại Hà Nội sẽ là 848 triệu đồng, đã bao gồm tất cả các phần khuyến mãi dành cho tất cả mọi người nhé. Và đã trừ đi giảm giá rồi. Và tỉnh thì sẽ là 814 triệu đồng. Và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 833 triệu. Còn nếu mọi người đang có nhu cầu về trả góp thì bên em sẽ vay tối đa là 80%. Mọi người chuẩn bị 20%, tương ứng khoảng 168 triệu đồng là chúng ta đã có thể lấy xe rồi. Cộng các chi phí đăng ký vào nữa thì sẽ là 247 triệu là chúng ta đã hoàn toàn có thể lấy được dòng sản phẩm này, khi mà bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người lấy xe một cách nhanh nhất từ 3 cho tới 4 ngày với thủ tục rất là đơn giản và nhanh gọn. Còn phiên bản cuối cùng đó chính là phiên bản Hybrid, phiên bản mà bây giờ đang có mức giá bán là 860 triệu đồng giá niêm yết. Với phiên bản này thì các quý anh chị chúng ta sẽ được giảm giá và khuyến mãi một cái mức giá cực kỳ tốt, phiên bản mà cực kỳ tiết kiệm, yên tĩnh, khả năng tăng tốc tốt vì bởi nó kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm option, đó chính là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, và có thêm cả HUD, nghĩa là nhìn thấy các hiển thị thông tin ở ngay trên kính lái. Và khi mọi người chúng ta lấy xe phiên bản này thì chúng ta có tổng trị giá khuyến mãi lên tới khoảng 40 triệu đồng. Nghĩa là mọi người sẽ được tặng 35 triệu đồng tiền mặt, cộng dán phim cách nhiệt, cộng trải sàn da và camera hành trình đi theo xe. Thì tổng cộng lăn bánh xong tại Hà Nội của chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đó chính là 950 triệu đồng. Ở Hà Nội, ở tỉnh sẽ là 914 triệu đồng và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 933 triệu. Quý xin được nhắc lại, tại Hà Nội là 950, ở tỉnh sẽ là 914 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 933. Và mọi người, khi mà chúng ta lấy xe ở thời điểm tại, chúng ta còn có được nhận những quà tặng vô cùng hấp dẫn từ đại lý, khi ở trong tháng 9 này chúng ta sẽ được bốc thăm trúng thưởng
Audi mưa, cặp da, phiếu thay dầu miễn phí 5.000 cây và thẻ chăm sóc khách hàng. Và tất nhiên, các phần khuyến mãi cũng sẽ được thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. Chính vì vậy, để cụ thể nhất, các quý anh chị chúng ta cũng vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một ngày an toàn, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Một lần nữa thì xin cảm ơn và đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh của Đỗ Happy Car nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Còn điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.